Collagen là một từ khóa rất là hot hiện nay. Hầu hết phụ nữ đều biết tới collagen để làm đẹp da này, giảm nếp nhăn này và chống lão hóa. Chào mừng các bạn và chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube của bác sĩ Trang. Tôi là bác sĩ Trang, chuyên về tư vấn về phòng ngừa bệnh cơ xương khớp. Khi mà bạn ở độ tuổi 40 trở đi thì việc hô hấp, thoái hóa khớp diễn ra nhanh chóng hơn. Một bước đi bạn sẽ cảm thấy rằng là phía trong là lục cục, răng rắc trong khớp. Buổi sáng thức dậy thì thấy là khó vận động, khó cử động hơn. Bước lên ngồi xuống cảm giác là đau, nhất là khi mà có những cái biểu hiện của hô hấp, thoái hóa khớp. Nếu mà để cái tình trạng diễn ra này kéo dài sẽ dẫn tới cái hậu quả và nặng nhất có thể là phải thay khớp. Chắc hẳn thì bạn không muốn điều này xảy ra đúng không ạ? Việc bổ sung các dưỡng chất như glucosamin, omega 3 hay vitamin, canxi là những thứ mà chúng ta rất là quen thuộc khi mà nói về chất bổ sung cho hệ cơ xương khớp. Nhưng collagen cũng là một thành phần thiết yếu và quan trọng trong thành phần dịch khớp, giúp cho ngăn ngừa cái tình trạng thoái hóa khớp, khô khớp. Các bạn hãy xem hết video của bác sĩ Trang để biết rằng giảm khô khớp, hết khô khớp cái collagen như thế nào nhé. Đầu tiên là hiểu về collagen type 2 là gì. Collagen type 2 hầu hết được tìm thấy trong thành phần của sụn khớp trong cơ thể của chúng ta. Chúng đóng vai trò như một chất kết dính liên kết các tế bào sụn khớp với nhau, giúp cho khớp của bạn linh hoạt hơn. Vậy nên là khi mà việc bổ sung collagen type 2 là điều rất là cần thiết nếu như bạn không muốn các bệnh lý liên quan tới cơ xương khớp hay là thoái hóa khớp, khô khớp, hoặc là đang trong từng ngày đối diện với cái tình trạng cơn đau xương khớp. Collagen type 2 chiếm tới khoảng là 60% protein trong sụn và 95% trong collagen của khớp. Collagen type 2 sẽ hấp thu ít hơn nếu như chúng ta dùng chung với các loại collagen khác. Vì vậy phải sử dụng độc lập để tăng cái hiệu quả của cái sản phẩm. Bạn có thể sử dụng chung với chondroitin, glucosamin, omega 3 hay canxi để trẻ hóa sụn khớp và khuyến khích cơ thể của chúng ta sản xuất ra nhiều collagen hơn. Collagen type 2 thì sẽ giúp cho xây dựng các khớp khỏe mạnh hơn, làm cho mạnh hơn đối với những người bị thoái hóa khớp, khô khớp. Trong một nghiên cứu dài 3 tháng đối với những người thoái hóa khớp gối, người mà bổ sung được collagen type 2 được bổ sung hàng ngày với nhóm thứ hai là được bổ sung kèm với glucosamin omega 3 thì kết quả cho thấy đáng mừng cái việc mà giảm đau, phục hồi chức năng vận động. Nghiên cứu đã cho thấy rằng việc bổ sung collagen loại 2 có thể bảo vệ và chống lại sự thoái hóa và không xảy ra các tác dụng phụ. Bác sĩ Trang vẫn luôn khuyến cáo anh chị em cô chú để giảm đau hệ cơ xương khớp. Cho những người bị khô khớp, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp thì không thể thiếu được ba thành phần mà gọi là kiềng ba chân ấy. Đầu tiên đó là glucosamin sung phát, thứ hai là omega 3 nhuyễn thể, thứ ba là collagen type 2. Nó giúp giảm đau nhức hệ cơ xương khớp, tăng chất nhờn cho khớp, vận động đi lại được linh hoạt hơn, giảm cái tình trạng là cứng khớp và bảo tồn được cái đầu sụn khớp của chúng ta hiệu quả hơn, bền vững hơn. Và collagen uống như thế nào để hiệu quả đúng hàm lượng? Tùy vào từng độ tuổi khác nhau thì chúng ta sẽ uống với các hàm lượng khác nhau. 2 đến 30 tuổi thì các bạn sẽ bổ sung với cái hàm lượng là từ khoảng 2,5 đến 5 gram trên một ngày. Còn từ 30 tuổi đến 40 tuổi thì chúng ta sẽ uống với khoảng là từ 5 đến 7 gram collagen trên một ngày. Còn từ 40 đến 50 tuổi thì sẽ bổ sung từ 7 đến khoảng 9 gram collagen trên một ngày. Và trên 50 tuổi thì các bạn sẽ bổ sung khoảng là trên 9 gram collagen trên một ngày. Collagen để uống hiệu quả nhất, hiệu quả hấp thu tốt nhất đó là collagen peptide, collagen thủy phân ấy, ở dạng bột hoặc là dạng nước, uống vào thời điểm là bụng đang còn đói là trước ăn sáng khoảng 30 phút hoặc là trước khi đi ngủ tối 30 phút đến 1 tiếng cho bác sĩ Trang. Cách hiệu quả để collagen đối với những người mà bị khô khớp, thoái hóa khớp, bệnh của xương khớp. Nếu thấy video này hay, hữu ích, các bạn hãy like, chia sẻ và subscribe kênh để hàng ngày đón chờ những video sức khỏe của bác sĩ Trang nhé. Để giúp cho mọi người có một hệ cơ xương khớp khỏe mạnh hơn, dẻo dai hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn. Và bác sĩ Trang có rất là nhiều các video về sức khỏe nói chung và hệ cơ xương khớp nói riêng ở bên tay trái và bên tay phải. Mọi người hãy đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.